thiết thực tổ chức các hoạt động sôi nổi chào mừng 67 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Sáng nay, Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức Ngày hội Thanh niên tình nguyện năm 2023. Ngày hội Thanh niên tình nguyện được tổ chức nhằm thể hiện tinh thần chia sẻ tương thân tương ái của thanh niên trong xã hội. Trong khuôn khổ ngày hội đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như hỗ trợ 100 suất ăn miễn phí cho bệnh nhi và người nhà tại Bệnh viện Phụ Sản Nhi thành phố, hoạt động hiến máu tình nguyện của đoàn viên thanh niên Đà Nẵng, khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố. Đây là một chương trình rất là ý nghĩa và là cơ hội để cho các bác sĩ trẻ như chúng tôi đóng góp một phần công sức để đến gần hơn với những người dân mà khó khăn và khó có cơ hội tiếp cận với các dịch vụ y tế. Ban Thường vụ Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố trong thời gian vừa qua cũng luôn luôn chỉ đạo đơn vị cơ sở để mà tiếp tục tổ chức cho các câu lạc bộ ở các đơn vị trực thuộc triển khai các hoạt động tình nguyện. Qua đó thì cũng nhằm tạo cái sự giao lưu, kết nối giữa câu lạc bộ với nhau. Đồng thời thì qua các hoạt động an sinh xã hội, hoạt động thanh niên tình nguyện thì chúng tôi cũng đã phát hiện ra những cái câu lạc bộ có những thành tích xuất sắc. Ngày hội cũng được xem là dịp để ghi nhận, biểu dương, tri ân những đóng góp của các tổ chức tình nguyện viên, những người mang đến những điều tốt đẹp cho xã hội và cộng đồng. Tại chương trình, Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Đà Nẵng cũng đã tuyên dương 14 câu lạc bộ, đội nhóm thanh niên có thành tích trong công tác tình nguyện năm 2023 và trao hỗ trợ 10 suất quà cho 10 người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn và 100 suất quà là nhu yếu phẩm cho người khuyết tật khi đến khám chữa bệnh.